Tại Việt Nam, trải dọc từ Bắc vào Nam, có bốn ngọn núi được nhớ đến là các huyệt đạo thiêng, gồm Phan Xipang, Lào Cai, núi Nưa Thanh Hóa, núi Đá Chông Ba Vì Hà Nội và núi Bà Đen của tỉnh Tây Ninh. Đây đều là những địa điểm gắn liền với đời sống tâm linh của người Việt. Mỗi nơi đều có sự hiện diện đậm nét của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Sau chuyến khảo sát của đại diện Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, núi Bà Đen đã được chọn là điểm đến của 1.000 đại biểu cho Đại lễ Phật Đản lần thứ 20 năm 2025. Ở độ cao 986m so với mực nước biển, núi Bà Đen sừng sững giữa vùng Đông Nam Bộ mênh mông là nơi hội tụ linh khí của đất trời. Được mệnh danh là đệ nhất thiên sơn, ngọn núi quanh năm mây phủ này còn là thiên đường hoa rực rỡ suốt bốn mùa, cùng sự hội tụ của nhiều công trình văn hóa tâm linh như tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn kỳ vĩ nhất châu Á, tượng Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Đến núi Bà Đen trong chuyến tham quan và khảo sát địa điểm tổ chức tại Đại lễ Vesak 2025, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc nhận định, núi Bà Đen là một viên ngọc báo, điểm nhấn chính cho toàn bộ sự kiện Vesak 2025. Đây là nơi hiếm hoi trên thế giới có sự kết hợp hoàn chỉnh giữa thế giới tâm linh và thế giới thực. Điều này phù hợp với chủ đề quan hợp và bao hàm vì nhân phẩm con người, tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững của sự kiện. Dự kiến, Đại lễ Vesak 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2025, thu hút hàng ngàn Phật tử trong và ngoài nước đến tham quan và chiêm ngưỡng.